Với tất cả những điều tuyệt vời trên thì giá xe của Hobo Sinochak 8,5 tấn hai cầu dầu không hề rẻ các bác nhá. Giá xe lăn bánh hơn 800 triệu. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Sau thời gian chờ đợi rất dài, cuối cùng lô xe 2021 cũng đã ra. Hobo Sinochak 8,5 tấn hai cầu dầu, một sản phẩm chất lượng của nhà máy TMT Moto lắp ráp, với động cơ mạnh mẽ, khung gầm thùng bệ chắc chắn. Kèm với đó là cầu sau là cầu Hobo 16 tấn giúp chiếc xe vận hành bền bỉ trên mọi cung đường đối dốc tại Việt Nam. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chiếc xe này nhé. Điểm qua một chút về diện mạo bên ngoài của chiếc xe thì Hobo Sinochak sử dụng cabin của Hobo đã xuất hiện từ những năm 2015-2016. Nhưng tại thời điểm hiện tại nó vẫn có một vẻ gì đó rất là cuốn hút đúng không ạ? Hai cụm gương của xe khá là dày dặn và to, giúp các bác tài khi ngồi lái trên xe quan sát sẽ đơn giản và dễ dàng hơn, hạn chế điểm mù. Các bác có thể quan sát từ phần mặt đất lên phần ba đầu sốc của xe rất là cao, góp phần giúp cho chiếc xe này có vẻ hầm hố hơn. Nhân tiện đây thì em cũng giới thiệu cho các bác về phần cầu trước của xe. Chiếc xe này thì sử dụng hai cầu dầu. Cầu trước có tải trọng đó là 6 tấn. Và bên trên này có một thanh cản làm bằng thép chắc chắn bảo vệ két nước của xe. Đi kèm với đó là phần nhíp cũng dày dặn. Hai bên là cái bậc bước chân được nhà máy thiết kế. Ui dồi, các bác thấy thế nào? Rất to và nhìn rất là khỏe. Đối với mẫu xe này thì sẽ có 3 màu cho quý khách hàng lựa chọn. Đây là màu xanh cốm và có cả màu xanh lá và xanh cửu long. 3 màu sắc cho quý khách hàng lựa chọn theo nhu cầu và sở thích của mình. Về kích thước bao của Hobo Sinochak 8,5 tấn thì chiếc xe này có kích thước đó là dài 6m34, rộng 2m5 và cao 2m85. Các bác có thể tham khảo thông số kích thước để xem chiếc xe này có phù hợp với cung đường mình đang chạy không nhá. Trong năm 2021 thì nhà máy TMT Moto đã chú trọng hơn về phần bảo hành, về phần hậu mãi sau bán hàng khi dán một số điện thoại hotline. Các bác có thể gọi điện khi chiếc xe của mình không may nó có vấn đề gì, nhà máy đã cam kết hoàn thành công việc trong vòng 24 giờ cho các yêu cầu sửa chữa, bảo hành và bảo dưỡng thông thường. Đây, số điện thoại đây. Đấy, các bác có thể gọi nhá. Chiếc xe này thì sử dụng cái cỡ lốp 1001 đồng bộ cả trước sau, giúp chiếc xe có khoảng sáng gầm lên đến 35cm các bác nhá. Một khoảng sáng gầm rất lớn ạ. Cỡ lốp 1001 có vân rất là sâu, giúp chiếc xe ép bùn cực tốt. Đây, hiện tại chiếc xe em đang để trên địa hình rất nhiều cát. Các bác có thể thấy là chiếc xe khi đi vào vân nó rất là sâu. Thanh cản bên hông xe cũng cực kỳ chắc. Đấy, các bác có thể nhìn thấy T-ben này cực kỳ to. Thùng bệ của chiếc xe Hobo Sinochak 8,5 tấn này thì các bác yên tâm, cực kỳ dày dặn chắc chắn. Về kích thước của thùng thì chiếc xe này có kích thước thùng dài 4m05, rộng 2m29 và cao 74 phân, giúp thể tích bằng mặt thùng lên đến 6 khối 9 các bác nhá. Với kích thước thùng to như thế này, khi các bác mà cơi lên bằng mặt thì chiếc xe sẽ không bị tròng trành. Đây là một số chia sẻ của những bác tài Lạng Sơn khi sử dụng chiếc xe này. Chiếc xe có kích thước lớn, đi kèm với đó là thùng hàng cũng lớn. Vì vậy khi cơi lên cao, đi sẽ không bị tròng trành. Và thùng hàng cũng chia được làm 5 bửng, giúp bác
khi bốc xếp di chuyển hàng hóa nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Đây các bác có thể ra đây để quan sát cái độ dày của thùng đấy. Đấy. Và ưu điểm lớn nhất của chiếc xe này đó là phần khung cầm đằng sau. Ngay bây giờ em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây ạ, siêu phẩm, có thể gọi là siêu phẩm khung cầm sau của Hovo Sinochắc 8,5 tấn. Cầu sau là cầu Hovo các bác nhá. Cầu Hovo tải trọng 16 tấn, tỷ số truyền là 6.72. Với tỷ số truyền chậm như thế này thì chiếc xe sẽ bò cực lì trên những cung đường đồi dốc. Đi kèm với đó là hệ thống nhíp rất là to, dày. Và hệ thống chassis cũng rất là cứng cáp. Tất cả điều đó giúp cho chiếc xe này chịu tải cực kỳ tốt đấy ạ. Các bác nào mà đã chạy cái dòng Hovo 8 tấn nhập khẩu ấy thì đã biết là khả năng chịu tải của chiếc xe đó như thế nào. Chiếc xe Hovo 8 tấn nhập khẩu thì cũng sử dụng cái cầu Hovo 16 tấn này. Các bác nào đã chạy dòng đấy rồi thì có thể biết là khả năng chịu tải của loại cầu này nó tốt đến như thế nào. Chúng ta tiếp tục đi vòng quanh chiếc xe để khám phá nốt. Đây, chiếc xe có một hộp đựng đồ đây các bác nhá. Bên cạnh có một hộp đựng đồ này. Bây giờ thì em sẽ lật cabin lên để cho các bác cùng quan sát động cơ của chiếc xe này. Đầu tiên là nổ máy lên đã. Các bác nghe thử tiếng máy nhá. Em đạp ga phát thì chỉ mất khoảng rất ít giây là chiếc xe này nó vọt lên luôn, động cơ chiếc xe nó vọt lên luôn. Động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Chiếc xe to lớn như này nhưng mà lật cabin lên rất là nhẹ nhàng các bác ạ. Hovo Sinochắc 8,5 tấn thì sử dụng động cơ du trai có công suất là 118 kW tại vòng tua máy 2600 vòng/phút, 4 kỳ 4 xi lanh. Thể tích làm việc của khối động cơ này là 4.2 lít các bác nhá. Tuy là dòng Euro 4 nhưng mà độ trễ chân ga hầu như là rất thấp. Em sẽ quay cho các bác xem chi tiết về động cơ của xe. Động cơ du trai 118 kW, cực kỳ mạnh mẽ. Còn đây là hộp số của xe đấy ạ. Hộp số rất to. Đây các bác nhìn hệ thống T-Ben này. Về động cơ khung cầm của chiếc xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đây em sẽ ga thử để cho các bác cùng nghe tiếng máy nhá. Máy quá chất lượng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên nội thất của chiếc xe. Xin mời anh quay phim có thể sang bên kia. Sẽ tắt máy đi. Vâng, em đang có mặt trên nội thất chiếc xe Hovo Sinochắc 8,5 tấn 2 cầu dầu đời mới nhất 2021. Nội thất thì cũng không có nhiều cải tiến so với chiếc xe 2020.
vẫn có 3 chỗ ngồi rất là rộng rãi, một giường nằm. Cả 3 chỗ ngồi và giường nằm thì đều đã được bọc da rồi. Đây là phanh tay này và hệ thống lên xuống ben của xe. Hệ thống giải trí thì có radio. Dưới là thì có một hệ thống chờ điều hòa. Chiếc xe này thì vẫn chưa có điều hòa các bác nhá. Chưa có điều hòa và cửa kính vẫn sử dụng cửa kính quay tay thôi ạ. Cửa kính vẫn sử dụng cửa kính quay tay. Các bác mà muốn lên điều hòa và lên kính điện thì bên em hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các bác. Ở đây là một số nút điều khiển. Nút đây là nút khóa vi sai. Khóa vi sai của xe. Đây là nút cài cầu trước. Đây là hệ thống cài cóc ben. Đây là số rùa thỏ. Đây là cảnh báo. Hệ thống còi hơi và còi điện. Đây là hệ thống đèn của xe. Đối với chiếc xe cầu hai, đối với chiếc xe hai cầu dầu thì chắc chắn là phải có khóa vi sai rồi. Khi các bác đi vào những cung đường bùn lầy thì các bác có thể khóa vi sai giúp chiếc xe nó có độ kéo mạnh mẽ hơn, vượt qua cung đường bùn lầy một cách đơn giản dễ dàng. Và một lưu ý khi các bác sử dụng khóa vi sai là các bác không nên đó là đánh tay lái sẽ gây ảnh hưởng đến cầu xe. Và khi cầu xe bị hỏng thì chắc chắn nhà máy sẽ không bảo hành rồi. Đó một lưu ý. Và khi các bác cài khóa vi sai mà chiếc xe đã vượt qua cung đường bùn lầy rồi, các bác hãy tắt ngay khóa vi sai ạ. Đó, nội thất cũng tương đối là rộng rãi ạ. Đấy, các bác có muốn quan sát bản hồ tablo của xe không? Thì anh quay phim có thể lại gần đây để cho các bác cùng quan sát bản hồ tablo này. Đây là bản hồ tablo của xe ạ. Và đây là trang bị khóa cupo của xe các bác nhé. Đó. Tổng kết lại nội thất của chiếc xe này thì cũng khá là rộng rãi. 3 chỗ ngồi, ghế ngồi và giường nằm đã được bọc da này. Khi các bác lái xe mệt mỏi thì có thể ra đằng sau giường này nghỉ ngơi này. Giường này chắc được khoảng một bác nằm thôi. Còn chiếc xe đời 2021 thì vẫn chưa có điều hòa. Và cửa kính thì vẫn là cửa kính quay tay. Hai phần nhược điểm này thì có thể khắc phục được. Với tất cả những điều tuyệt vời trên thì giá xe của Hobo Sinochak 8,5 tấn hai cầu dầu không hề rẻ các bác nhá. Giá xe lăn bánh hơn 800 triệu. Nhưng là dòng xe đời mới nên ngân hàng hỗ trợ rất cao, 70% giá trị của xe. Vì vậy các bác có tầm khoảng 300 triệu là có thể sở hữu ngay mẫu xe này về phục vụ nhu cầu công việc của mình. Các bác cần bên em tư vấn hỗ trợ gì thêm thì hãy liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Và hãy đăng ký kênh để ủng hộ Long Minh Trắc và đón xem những sản phẩm xe ben mới nhất của bên em luôn gửi đến các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.